với một cái con mồi có sẵn như thế này bán ở cửa hàng đồ câu rất nhiều. Ta làm cho nó trở nên quyến rũ hơn. Chứ không đơn giản là chỉ gắn vào lưỡi câu như thế này. Thông thường thì chỉ như thế này là ta câu được rồi. Nhưng mà ta nên làm cho nó trở nên quyến rũ hơn nữa.
dẫn hơn hẳn.